Alo, alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và có gì những giây phút vui vẻ và thư giãn nhất khi nghe những cái câu chuyện ngắn của em. Thì đến với chương trình Kể Chuyện đêm khuya ngày hôm nay, em xin phép được gửi đến cho đại gia đình của mình một câu chuyện ngắn có một cái tiêu đề hết sức là thú vị, cười muốn xỉu luôn. Sự khác nhau và giống nhau giữa cái lồng chim và cái váy của phụ nữ. Thì nghe cái tiêu đề xong là cảm thấy rất là vui phải không quý vị? Đó thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cho nên là ngày hôm nay em muốn mang những cái niềm vui, những cái tiếng cười sảng khoái gửi đến cho đại gia đình qua một cái câu chuyện ngắn này ha. Thì cái câu chuyện có nội dung như sau, là cái sự khác nhau và giống nhau giữa cái lồng chim và cái váy phụ nữ nó sẽ như thế nào qua cái cuộc thi hoa hậu này quý vị ha. Thì ở trong một cái làng này á, có tổ chức một cái cuộc thi hoa hậu mà có rất là nhiều thí sinh nữ trẻ đẹp từ 18 đến 20 tuổi chưa có gia đình. Thì với cái cuộc thi như vậy á, thì ta nói rất là nhiều cô gái đẹp không biết là phải chọn ai là người sẽ giành được cái chiến thắng hoa hậu năm nay. Cho nên là cuối cùng thì ban giám khảo, ban tổ chức đã chọn được ba cô gái rất là xinh đẹp, rất là giỏi mà rất là thông minh. Thì họ muốn không biết là phải trao giải cho cô nào, tại vì cô nào cũng đẹp, cô nào cũng xuất sắc, cô nào cũng tài năng hết. Cho nên là họ mới bàn với nhau và muốn hỏi ba cái cô này một cái câu đố. Và ba cô chỉ có một câu đố thôi, nếu như mà cô nào đó có một cái đáp án hay nhất mà khiến cho khán giả hài lòng nhất thì họ sẽ được giành chiến thắng trong cái cuộc thi này. Cho nên là ban giám khảo mới nói rằng là ba cô gái ơi, là chúng tôi là muốn hỏi ba cô một cái câu hỏi. Ban giám khảo này cũng có cái tính tình cũng hài hước mà cũng cỡ em quý vị ơi. Mới hỏi một câu hỏi vô cùng bá đạo luôn. Giờ trong ba cô, nếu mà cô nào mà trả lời được hay nhất và có tính thuyết phục nhất thì tôi sẽ trao cái vương miện hoa hậu năm nay cho cô ấy. Thì ba cô gái này mới lắng nghe cái câu hỏi. Thì câu hỏi có nội dung như sau: sự khác nhau, các em hãy nêu sự khác nhau và giống nhau giữa cái váy phụ nữ và cái lồng chim. Thì cô gái thứ nhất mới trả lời rằng: dạ, kính thưa ban giám khảo và toàn thể khán giả, em xin phép được trả lời câu hỏi này. Sự giống nhau giữa cái lồng chim và cái váy phụ nữ là đều dùng để nhốt chim. Cái lồng chim thì để nhốt chim và cái váy phụ nữ cũng để nhốt chim. Thì cái ban giám khảo nói hay, đúng rồi, chính xác luôn. Thế thì sự khác nhau ở đây là như thế nào? Cô có thể nói rõ hơn được không? Dạ thưa ban giám khảo, em xin phép được nói về cái sự khác nhau. Đó là cái lồng chim thì sẽ nhốt rất là nhiều con chim. Nhưng cái váy phụ nữ thì chỉ có nhốt một con chim mà thôi. Hay, trời ơi, cô này cũng trả lời hay, hợp tình hợp lý nè. Thế thì cô thí sinh thứ hai, bắt đầu tới cô này thì cô cũng nói rằng: kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong cái đêm hội hôm nay, em xin phép được trả lời câu hỏi này. Cái váy phụ nữ và cái lồng chim thì em đồng ý với bạn thí sinh số 1 là đều là dùng để nốt nhốt chim. Nhưng cái sự khác nhau ở đây á là cái lồng chim á là mình có thể thò tay vào, mình có thể sờ mó, mình vuốt ve, mình cưng nựng, mình vuốt lông của con chim nè, mình cưng nựng, mình thương nó. Nhưng cái váy phụ nữ thì không có được làm vậy. Mà mình phải hỏi ý kiến của chủ nhân xem thử coi họ có đồng ý hay không, à, mình mới được làm. Thì ban giám khảo nghe xong thì thấy trời hay quá, công nhận cái cô gái này thông minh rồi, cũng được đó, hợp tình hợp lý đó. Thế thì cô cuối cùng cái câu đáp án của cô là như thế nào chúng tôi rất là nóng lòng muốn nghe. Thì cô gái này rất là xinh đẹp, 18 tuổi, trả lời rằng: kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể quý vị khán giả, em xin phép được trả lời câu hỏi ấy như sau. Theo em nghĩ là cái váy phụ nữ và cái lồng chim thì em đồng ý với hai bạn kia, và cái câu trả lời của em giống như vậy luôn, cũng đều là dùng để nhốt chim. Nhưng cái sự khác nhau to lớn nằm ở chỗ, thì mà tất cả mọi người ta nói ai cũng lắng nghe xem cô nói cái gì. À, thì bắt đầu là cô này cũng mới trả lời:
Em nghĩ rằng á, sự khác nhau ở đây á là nếu như cái lồng chim á mà mình dán, cũng như không phải dán mà mình mở cái cửa ra, mở cái cửa lò của cái lồng chim ra, thì tao nói tất cả những con chim ở trong đó nó sẽ bay ra ngoài đường, nó tung bay tung bay tung bay, nó bay, nó bay, nó tẩu thoát chạy mất hết. Còn cái sự khác nhau á ở cái váy phụ nữ á, là nếu như mà mình dán lên, mình dán cái váy lên thì tất cả những con chim cu khác nó bay vào. Tao nói những con cu khác nó bay vào đây đó đó, quá trời quá đất luôn à. Ban giám khảo rồi, tao nói ngã ngửa với cái cô gái này luôn, câu trả lời quá xuất sắc. Thì không biết là thí sinh nào sẽ giành được cái cuộc coi như là vương miện hoa hậu Hoàng Vũ năm nay quý vị ha. Quý vị có đồng ý với em là khi dán cái váy lên thì tất cả những con chim cu khác nó bay vào hay không? Xin cho em một cái lời bình luận bên dưới nha. Xin cảm ơn quý vị vì đã lắng nghe các câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin